hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và tôn vinh các doanh nghiệp doanh nhân thành công trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu hiểu biết lẫn nhau, tạo đà phát triển cho phong trào tennis ở các câu lạc bộ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Giải quần vợt doanh nhân xứ Nghệ lần thứ 2 năm 2018 tranh cúp DKC Petro sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 tại sân quần vợt Trung Long. Đây là giải đấu thường niên thu hút các tay vợt xuất sắc là các doanh nhân thành công trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Giải đấu sẽ được theo dõi và xét duyệt bởi ban chuyên môn của Liên đoàn quần vợt Nghệ An. Với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực, cao thượng và đoàn kết, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, gây cấn, sôi động và đầy kịch tính. Giải quần vợt doanh nhân xứ Nghệ lần thứ 2 năm 2018 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các fanpage như Nghệ An, Vinh Media, Cộng đồng Tennis xứ Nghệ do công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media thực hiện. Lễ khai mạc được diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 10 và bế mạc trao giải vào lúc 15 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2018. Ban tổ chức giải đang tiếp tục nhận các cặp vận động viên đăng ký cho hai nội dung 375 và 425 và tiếp nhận thêm nhà tài trợ cho giải đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2018.